Vâng, xin chào các bạn. Ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin tại sao Future App Pro được đánh giá là một kênh kiếm tiền có tính bền vững. Thì Future App Pro chỉ là một trong những cái hệ sinh thái của FutureNet. FutureNet thì là một cái mạng xã hội có những cái tính năng đặc điểm mà nhắn tin gọi điện như Facebook. Như các bạn đã biết thì Facebook mỗi ngày doanh thu của họ từ cái việc quảng cáo được các chuyên gia đánh giá khoảng 6 triệu đô một ngày. Thì khi mà FutureNet đi sau thì họ buộc phải có những cái tính năng đặc điểm hay thì họ mới có thể là cạnh tranh được với Facebook. Trong FutureNet thì có rất nhiều hệ sinh thái. Như mình đã nói thì Future App Pro chỉ là một trong cái hệ sinh thái của FutureNet thôi. Họ có cái đồng coin của riêng họ đấy. Và đồng coin này thì số lượng là 100 triệu coin, giao dịch khoảng dưới 4 giây. Và đồng coin của họ là Hải Đà. Ở đây là hệ sinh thái kênh người dùng. Rồi Future Shop là mua sắm. Rồi Shopping là họ có những cái gian hàng mua sắm trực tuyến. Rồi Future Game, Future Cà Phê cho thuê xe, nhưng mà rất nhiều hệ sinh thái. Future App Pro thì được thành lập từ năm 2012 và họ chính thức đi vào việc kinh doanh hoạt động online là năm 2014. Trước khi chúng ta vào tìm hiểu những cái hệ sinh thái thì chúng ta sẽ kiểm tra một chút những cái thông tin được đánh giá ở trên những cái website. Thì đây là ở SimilarWeb, là cách đây khoảng một năm, là các bạn có thể thấy là cái bảng xếp hạng trên thế giới là 32.145, còn xếp hạng ở quốc gia họ ở Ba Lan là 4.137. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ở thời điểm này là tháng 2 năm 2018 thì họ có sự tăng trưởng như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là họ có cái sức tăng trưởng là vượt bậc. Vào thời điểm cách đây một năm thì bảng xếp hạng của họ ở trên thế giới là 32.145, thế còn bây giờ là 15.926. Tiếp đến là xếp hạng ở quốc gia họ, thời điểm cách đây là năm trước là 4.137 và bây giờ họ đã xếp hạng ở khoảng 1.589. Tiếp đến chúng ta kiểm tra cái lượng tương tác người dùng, những lượt truy cập. Thì các bạn có thể thấy là cái số lượng người dùng nhiều nhất vẫn là ở Ba Lan, nơi mà khai sinh ra FutureNet. Tiếp đến là Hàn Quốc cũng như là Mỹ, Anh. Việt Nam mình xếp hạng gần dưới 20. Thì chúng ta có thấy là cái sức hút cũng như là cái lượng người dùng ở trên khắp thế giới là đang rất là mạnh mẽ. Đấy, có rất nhiều quốc gia. Tiếp đến là chúng ta có thể là xem những cái giấy chứng nhận của họ. Những cái thông tin của họ là hoàn toàn công khai. Đấy, hoàn toàn minh bạch. Như là đội ngũ lãnh đạo là giám đốc điều hành và nhà sáng lập, họ không ẩn danh. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong giao diện của FutureNet để chúng ta tham quan những cái hệ sinh thái của họ. Thì ở mục cửa hàng FutureNet thì đây là nơi mà họ bán những cái sản phẩm của họ, ví dụ như là điện thoại của họ này, rồi cốc, rồi áo, những cái sản phẩm lưu niệm. Rồi ở phần mục nền tảng mua sắm thì đây là mục mà mua sắm trực tuyến và có thể là mua những cái đồ điện tử như là tivi, rồi điện thoại, rất nhiều những sản phẩm. Ở mục đặt vé máy bay
và chúng ta cũng có thể là đặt vé máy bay online. Rồi ở phòng khách sạn họ cũng liên kết với những cái khách sạn ở Việt Nam cũng như là thế giới, thì là chúng ta cũng có thể là đặt khách sạn ở đây. Tiếp đến là Future ADS thì nó dạng tương tự như chạy quảng cáo ở trên Facebook. Rồi Future Cloud là nơi mà lưu trữ những dữ liệu của bạn. Rồi Future Voice thì là có tính năng là gọi điện. Rồi Future Blog, Future Video Mail là gửi những video ở trong mail. Rồi họ có cả ứng dụng game. Thì chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản một chút là nếu như họ có những cái game mà có thể là mua sắm hoặc là đồ game ấy, mà bằng cái đồng coin của họ thôi ấy, thì là cái ứng dụng thực tiễn nó rất là hay. Tiếp đến là chúng ta vào webinar. Thì ở đây là những cái sự kiện của họ là hoàn toàn là được cập nhật, các bạn có thể theo dõi. Rồi họ có những cái buổi giới thiệu về cái đồng coin của họ ở Macau, những sự kiện ở Macau. Thì các bạn có thể là đây là những cái gói đào coin của họ. Gói nhỏ nhất là 100 đô và gói cao nhất là 25.000 đô. Và số lượng là chỉ có 100 triệu coin thôi. Thì coin của họ là có thể là ứng dụng và thanh toán hết những cái hệ sinh thái ở trên công ty. Tiếp đến là chúng ta vào kênh YouTube chính thức của họ. Thì các bạn có thể thấy được những cái nhiều hơn thông tin về đội ngũ lãnh đạo cũng như là những cái hoạt động của họ. Ví dụ như đây là nhà sáng lập và giám đốc điều hành, và các bạn có thể thấy là vâng đúng chưa ạ, nhà sáng lập và giám đốc điều hành là đúng theo những cái thông tin mà đã được công bố, để đảm bảo chúng ta là họ hoàn toàn là đúng, là công khai và minh bạch, họ không ẩn danh đấy. Và rất nhiều những cái video mà ra mắt những cái văn phòng, những cái hoạt động, thì các bạn có thể là vào cái kênh YouTube chính thức này để các bạn tìm kiếm những thông tin. Một điều nữa là ngay việc đơn giản như là chúng ta nhắn tin nè, chúng ta chia sẻ rồi tương tác ở trên FutureNet này, thì người dùng là cũng được FutureNet trả cho một chút hoa hồng nho nhỏ đấy. Thì đó là những cái điều mà khác biệt so với Facebook. Facebook chúng ta nhắn tin gọi điện chúng ta không có tiền, nhưng với FutureNet chúng ta tương tác, chúng ta nhắn tin, like, chia sẻ, chúng ta cũng có một cái chút hoa hồng ở trên hệ thống FutureNet. Tổng quan lại thì chúng ta có thể thấy FutureNet cũng như FutureApple, đội ngũ lãnh đạo cũng như là cái hoạt động thực tế của họ là hoàn toàn công khai minh bạch, và những cái hệ sinh thái của công ty rất là nhiều, đảm bảo một việc là cái dòng tiền của công ty nó luôn luôn ổn định. Thì chúng ta có thể nhận định một cách khách quan FutureApple nó sẽ đi được đến đâu và bao lâu. Thì các bạn có thể hiểu rằng là FutureNet nó là một mạng xã hội, thì mạng xã hội thì càng ngày càng mở rộng ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, tạm biệt các bạn.